Lại Minh Trung chào mọi người. Mọi người tiếp tục vệ sinh máy hút bụi cầm tay Dyson. Mọi người. Mấy cái pin này. Mấy cái pin này đóng rồi sao nó cứ bị lệch xeo như thế. Để cân sao chứ? Anh cân rồi nhưng mà không hiểu sao nó cứ bị lệch cũng đâm rồi. Một, hai, bốn. Có bàn mà để cái máy kem tuyết kia thôi. Còn cái kia mình làm ở nhà. Không làm nhà lấy xốp được vậy.
Không biết Quỳnh nó bảo người nhà gửi giấy về cho anh chứ không biết. Ừ. Chú lên tôi vợ. Sao bỏ Tết mới lên? Bỏ Tết. Sao bỏ Tết mới lên? Không, nó bỏ cái người gì kia. Ừ. Cân vụn chè thôi, vụn chè ngon. Nó mới mịn. Mà chăm uống chè về đừng nói với khách là trông cắt còn slit. Biết đâu nó lại tạo lên những hương vị trà chứ. Mình kiếm được cái đi mổ được cái quần slip là như là nó mới đẻ xong nó bỏ nó không mặc nữa ấy, bị nó đượm. Thế chơi khó nhau.
Thì Long Minh Trung chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Thì Long Minh Trung chào mọi người. Mình ghế tiếp tục vệ sinh máy hút bụi cầm tay Dyson nhé mọi người. Rồi nghe đây. Ừ. Chiều đi. Ừ. Mm-hmm.
thịt gà hả? Ở đây có cái phố lành không cho anh thịt gà, toàn mang ra ngoài kia thịt, thuê nó thịt. Bảo là sát sinh, qua cái nhà chả ăn thì chả sát sinh. Bảo là thịt sát sinh, ông ăn thì không sát sinh à? Vớ vẩn. Toàn lý do. lý do rất là vớ vẩn. Ông ăn thì ông không sát sinh. Ông lại còn đi ông bắn sang cho người khác nữa. Thì thế thì tội ông còn to hơn đấy. Lý do đi chấu không? Gà thì nó thuộc diện thể loại gọi là food mốt. Vỡ cái ấy á, vỡ cái bóp cái gì? Không. Đó. À. Vỡ thì thôi em. Bỏ như là vỡ với tính sau. Anh bỏ làm sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đức. Cái rắc của gì ạ? Rắc của cái cáp truyền tín hiệu để cài ấy đây. Để cài đặt lại pin đi. Giờ lại Minh Trung chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Giờ lại Minh Trung chào mọi người. Mình tiếp tục này sửa cái máy để nạp cốt cho pin. Ôi. Lúc giờ rồi. Lấy ấy. Lấy cái này. Ừ, không cần đâu. Lấy cái này xong một tí nữa em xịt cái này. Lấy cái này xong rồi rửa sạch đi xong rồi xịt cái chai. Chai xịt đâu nhỉ? Thơm ừ. Cái thơm sao nghĩ là rửa qua cái nước giặt thơm thế này. Không, lấy cái này xong rồi dùng cái gì thơm lắm. Cái chai xịt đâu nhỉ? Cái chai xịt xịt. Cái xịt khô sau chứ. Nó khô mình xịt không? Không, xịt mình rửa cũng được, nó cũng thơm lắm. Không, để lấy can nước giặt nhé. Can nước giặt. Để lấy can nước giặt. Xích kìa. Nhìn cái mặt nó ngáo ngơ. Nhìn cái mặt được kìa. Cái tai nó dựng ra trước kìa. Rất đều nhé. Gãy nhìn rất đều.
Minh Trung chào mọi người nhá, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.